Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong gần 2 tuần nay, 9 tổ chức và gần 700 cá nhân đã và đang vận động chữ ký cho một văn bản kêu gọi chính quyền Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế về tranh chấp ở Biển Đông. Một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông bình luận với phóng viên rằng việc đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế sẽ có lợi cho Việt Nam nhiều hơn là có hại. Song, ông cũng phân tích về hai lý do có thể làm Việt Nam còn e ngại chưa tiến hành bước đi quyết đoán. Thư kêu gọi được đưa lên mạng xã hội hôm 10 tháng 9 với những chữ ký đầu tiên của các nhân vật có nhiều ảnh hưởng như nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà văn Nguyên Ngọc, tiến sĩ Chu Hảo, nguyên giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, Võ Văn Thôn, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đào Công Tiến và nhiều học giả, nhà hoạt động trong và ngoài nước, kể cả ở Mỹ và Pháp, vân vân. Bức thư xuất hiện trong bối cảnh 2 tháng đã trôi qua kể từ khi tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc bắt đầu hoạt động tại bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 7. Theo tìm hiểu của phóng viên, từ đó đến nay tàu của Trung Quốc thực hiện 3 đợt khảo sát gây ra một số cuộc đấu khẩu ngoại giao giữa hai nước láng giềng. Có tin đợt khảo sát thứ 3 vừa kết thúc, trang Facebook mang tên Dự án Đại sự ký Biển Đông cho biết đội tàu Trung Quốc gồm tàu Hải Dương địa chất 8 và 4 tàu hải cảnh hộ tống vào sáng sớm ngày 22 tháng 9 bất ngờ rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trở về đá chữ thập. Thông tin trên được dự án Đại sự ký Biển Đông đưa ra căn cứ vào dữ liệu trên hệ thống nhận dạng tự động tàu bè AIS là hệ thống quốc tế nhận và phát tín hiệu qua vệ tinh để thông báo về vị trí, tốc độ hướng đi trên tàu, số nhận dạng, kích thước, tàu, v.v. Đây là lúc thuận lợi nhất để kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế, một đoạn trong thư của 9 tổ chức và gần 700 cá nhân viết. Đồng thời, thư nhấn mạnh rằng đã đến lúc không thể nhân nhượng để cầu mong yên bình trước sự thách thức ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với chủ quyền quốc gia. Bức thư kêu gọi chính quyền Việt Nam thực hiện 3 việc gồm kiện nhà cầm quyền Trung Cộng về việc nước này xâm phạm quyền lợi ích kinh tế biển Việt Nam ở Biển Đông. Bên cạnh đó là đòi họ trả lại các đảo của Việt Nam thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Cộng đã cưỡng chiếm bằng vũ lực và nâng quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ thành đối tác chiến lược toàn diện. Thạc sĩ luật quốc tế Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông, nói với phóng viên rằng trong 2 yêu cầu đầu tiên mà những người vận động đưa ra, việc kiện đòi Trung Quốc tôn trọng lợi ích của Việt Nam có tính khả thi hơn. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích rằng việc đòi Hoàng Sa và Trường Sa là tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ. Do đó, Việt Nam muốn đưa Trung Quốc ra tòa. Vấn đề này, nước láng giềng phương Bắc phải đồng ý là một bên trong vụ kiện thì một tòa quốc tế mới có thể xét xử. Nhưng đó là điều kiện khó khăn vì Trung Quốc luôn luôn từ chối đưa ra tòa, thạc sĩ Hoàng Việt nói. Ngược lại, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt hiệu quả nếu làm tương tự như Philippines là kiện Trung Cộng tại tòa trọng tài quốc tế để yêu cầu đất nước có hơn 1,4 tỷ dân phải tuân thủ Công ước về Luật Biển Liên Hợp Quốc, trong đó phải tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và dừng các hành vi xâm phạm, ông Hoàng Việt nói với phóng viên. Trong trường hợp này, dù Trung Quốc đã từ chối ra tòa, phiên tòa vẫn có thể thiết lập được và ra phán quyết được, theo thạc sĩ Hoàng Việt. Lưu ý rằng phán quyết tại tòa trọng tài dù không có giá trị thi hành vì không có cơ quan quốc tế bắt buộc thi hành án, song nhà nghiên cứu Biển Đông này cho rằng Việt Nam vẫn có lợi nếu làm việc như vậy. Dẫn lại phán quyết của tòa quốc tế hồi tháng 7 năm 2016 về vụ Philippines kiện Trung Quốc, ông Hoàng Việt nói dù Trung Quốc tuyên bố không công nhận giá trị phán quyết, song Trung Quốc kể từ đó đã phải đối phó rất nhiều. Ông nói thêm, trong tuyên bố gần đây nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 18 tháng 9, họ không nhắc đến yêu sách 9 đoạn đường lưỡi bò. Có lẽ Trung Quốc thấy rằng phán quyết của các tòa bỏ
đường này và đường này hoàn toàn vô lý nên Trung Quốc thay đổi chăng? Thứ hai, có rất nhiều giới chức Trung Quốc ở nhiều tầng lớp khác nhau, mức độ khác nhau phải tìm cách chống lại phán quyết này và điều đấy cũng khiến cho Trung Quốc bị mệt mỏi rất nhiều. Một điểm lợi khác của Việt Nam có thể xem xét theo nhận định riêng của Thạc sĩ Hoàng Việt là Trung Quốc đã phải xuống thang rất nhiều sau phán quyết trước đây. Trung Quốc khẳng định toàn bộ vùng Scarborough thuộc chủ quyền nước này, nhưng kể từ khi có phán quyết, Tổng thống Duterte của Philippines đã có lợi thế để đàm phán và khai thác dầu khí chung ở vùng biển nêu trên. Nếu không có phán quyết, còn lâu ông Duterte mới có thể đàm phán với Trung Quốc trên vùng biển này được. Nói gì thì nói, phán quyết vẫn có tác động của nó, nhà nghiên cứu Hoàng Việt nói với phóng viên. Thư kiến nghị của 9 tổ chức và gần 700 cá nhân, trong đó có hoạt động phản ứng của Việt Nam về việc Trung Cộng tiến hành khảo sát ở bãi Tư Chính cũng như chưa kiện Trung Cộng ra tòa quốc tế, cho thấy sự yếu ớt của Cộng sản Việt Nam. Từ góc nhìn của nhà nghiên cứu Thạc sĩ Hoàng Việt bình luận với phóng viên rằng Việt Nam đang ở vào thế khó vì có hai điều cản trở, ông giải thích thêm. Lý do thứ nhất là lý do lớn là sức ép và sự đe dọa trả đũa từ Trung Cộng. Trung Cộng đã gây sức ép với Philippines rất mạnh mẽ. Chắc chắn Việt Nam, Trung Quốc sẽ làm mạnh và còn căng thẳng hơn nhiều. Điều đấy cũng chứng tỏ một điều là Trung Cộng không coi phán quyết của tòa ra cái gì. Việc Trung Cộng lại phải lo ngại khi Việt Nam có thể khởi kiện. Thứ hai, một số người ở Việt Nam cho rằng trong tuyên bố về đường cơ sở năm 1982 của Việt Nam, nó còn có một số vấn đề. Cụ thể, theo ông Hoàng Việt, Việt Nam công bố đường cơ sở trên biển vào tháng 11, 1982, một tháng trước khi Công ước về Luật Biển Liên Hợp Quốc được ký kết, nhưng đường cơ sở này vẫn vấp phải sự phản đối của 10 nước, trong đó có Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, vì một số điểm mốc không phù hợp, hay một số viện dẫn lịch sử của Việt Nam, nhất là gắn với Vịnh Bắc Bộ, đã bị lạc hậu. Đây là những điểm yếu mà Trung Cộng có thể tìm cách khai thác để chống lại vụ kiện tiềm tàng của Việt Nam, ông Hoàng Việt đưa ra ý kiến. Những người khởi xướng bức thư kiến nghị Việt Nam kiện Trung Cộng chưa đặt ra hạn chót sẽ gửi thư đến chính quyền là khi nào. Trong khi đó, hôm 21 tháng 9, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính Nhân, Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN tại Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nói về Biển Đông, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, không để tiếp diễn tình hình phức tạp trên biển. Đáp lại, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính khẳng định coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam. Sau tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 18 tháng 9 năm 2019 đòi Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động khoan tìm dầu khí đơn phương tại bãi Tư Chính, người ta có thể tự hỏi vì sao Bắc Kinh lại tự tin và ngạo mạn đến thế. Nhất là từ cái cách hé miệng ấp úng, chúng ta đã kiên trì, kiên quyết đấu tranh bằng mọi biện pháp đối với các hoạt động của nước ngoài vi phạm chủ quyền trên biển của ta, của Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 4 tháng 9 năm 2019 trong một cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng 8 tại Hà Nội, nhưng vẫn không hề dám nhắc đến cái tên Trung Quốc. Dù đó là lần đầu tiên ông Phúc can đảm có được một phát ngôn về tình hình ở Biển Đông kể từ khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 vào hoạt động tại khu vực bãi Tư Chính ngày 3 tháng 7 năm 2019, phát ngôn đó xảy ra trong bối cảnh tàu Hải Dương 8 thậm chí còn lấn lướt sát tới vùng biển Phan Thiết, trong lúc không có một tàu hải quân nào của Việt Nam ra ngăn chặn theo đúng là tinh thần câu vè dân gian, ngư dân bám biển, hải quân bám bờ. Vào cuối tháng 7 năm 2019, chỉ một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Hà Nội đã trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, yêu cầu rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam. Một cử chỉ can đảm mang tính quá hiếm muộn của giới chấp bu Việt Nam về thế buộc phải đối đầu với thiên triều Trung Quốc,
đã lần đầu tiên phản ứng khi phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng cáo buộc Việt Nam vi phạm quyền chủ quyền của Trung Quốc đối với bãi Tư Chính kể từ tháng 5. Trung Quốc đã thể hiện quan điểm của mình và đang liên lạc với phía Việt Nam, và chúng tôi kêu gọi phía Việt Nam xử lý phù hợp vụ việc. Nhưng khi đó Bắc Kinh chưa trịnh thượng đến độ dám đòi Việt Nam phải chấm dứt các hoạt động khoan tìm dầu khí đơn phương tại bãi Tư Chính. Sang tháng 8 năm 2019, Trung Quốc đã lần thứ hai ra tuyên bố về bãi Tư Chính khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng cho rằng tàu Hải Dương Địa chất 8 hoạt động trong vùng biển thuộc quyền tài phán của nước này và yêu cầu quốc gia có liên quan tôn trọng. Ngay trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn mấp máy đọc bài yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu khỏi vùng biển của Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán, các quyền và các lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam. Rõ ràng thái độ tự tin ngạo mạn của Đảng Anh Trung Cộng trong vụ bãi Tư Chính đã gia tăng dần qua từng tháng, tỷ lệ nghịch với toàn bộ biểu cảm kịch liệt phản đối nhưng không dám có bất kỳ phản ứng mạnh mẽ nào của chính thể Đảng Em Cộng sản Việt Nam. Không chỉ không dám hé môi cái tên Trung Quốc trên đầu môi chót lưỡi của giới chấp bu Cộng sản Hà Nội, mà cho tới lúc này khi cuộc chiến khoan dầu đã kéo dài gần trọn một quý, các tàu hải cảnh và tàu chiến Việt Nam vẫn chẳng dám nổ một phát súng nào, dù chỉ bắn chỉ thiên lên trời, để cảnh cáo tàu thăm dò địa chất 8 của Trung Cộng. Trong khi hệ thống tuyên giáo và báo đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tự sướng bằng cái cách thầm thì trong nội bộ, ta nhất định thắng, và những bài báo theo kiểu Việt Nam nhận được sự ủng hộ lớn lao của cộng đồng quốc tế về chủ quyền ở bãi Tư Chính, thì sự thật đắng chát mà không một quan chức hay một tờ báo nào của Đảng Cộng sản Việt Nam dám nói ra là thất bại của Việt Nam tại hội nghị các bộ trưởng ASEAN diễn ra ở Thái Lan vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2019. Ở hội nghị đó, bất chấp phía Việt Nam đã tìm cách vận động các quốc gia ASEAN để phản đối xâm phạm bãi Tư Chính nói riêng và rộng hơn là Biển Đông, tuyên bố của hội nghị đã chỉ đề cập khá chung chung và quan ngại về tình hình Biển Đông mà không hề nhắc đến cái tên Trung Quốc. Thắng lợi ngoại giao và quốc tế vận của Trung Quốc cần phải thừa nhận như thế đã khởi sự từ thời điểm trên, ngay vào lúc tàu Hải Dương 8 và các tàu hộ vệ cho nó bắt đầu xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam như một cách vừa ăn cướp vừa la làng. Kết quả phản ứng của Trung Quốc quá mờ nhạt hoặc gần như là không có gì tại hội nghị các bộ trưởng ASEAN hẳn đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định của phản ứng hay không của nhiều quốc gia trên thế giới đối với Trung Quốc về căng thẳng ở Biển Đông. Sau gần 3 tháng từ ngày nổ ra vụ bãi Tư Chính, hoặc đã là năm thứ 3 kể từ lúc Trung Quốc xua tàu bao vây gây hấn và tống tiền Bộ Chính trị Việt Nam ở khu vực này, thực tế quá ư trần trụi và cay đắng là phần lớn trong số các đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam đã chẳng có một ý kiến gì hoặc ngó lơ vụ bãi Tư Chính, để mặc cho đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất là Trung Cộng, cụm từ mà giới quan chức Việt Nam vẫn hỉ hả tụng ca về người bạn bốn tốt 16 chữ vàng của mình, hành hạ Đảng Em đến mức đái cả ra quần. Một sự ghẻ lạnh đến lạ lùng xâm phủ bộ mặt chính thể độc trị ở Việt Nam luôn tự hào và có rất nhiều quan hệ đối tác chiến lược, thậm chí ngay cả những quốc gia có lợi ích trực tiếp về liên doanh dầu ở bãi Tư Chính là Nga, tập đoàn dầu khí Rosneft ở mỏ Lan Đỏ và Tây Ban Nha, hãng dầu khí Repsol ở mỏ Cá Rồng Đỏ cũng không một lời chia sẻ với nỗi đau thất thần của Hà Nội, càng chẳng có cử chỉ tối thiểu nào lên án Trung Cộng. Cử chỉ bị coi là câm nín của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, và việc chẳng một quan chức cao cấp nào trong tam trụ từ Nguyễn Phú Trọng đã từ cầu an trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam đến Nguyễn Xuân Phúc từng nghiêng nghiêng nghẹo nghẹo cụng ly với Tập Cận Bình vào năm 2016, và cả Nguyễn Thị Kim Ngân uốn éo trước mặt họ Tập về đại cục ở Bắc Kinh, đã dìm xác suất kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế xuống đáy hy vọng, xứng đáng bổ sung thêm 1-0 nữa vào chính sách 3-0, gậy ông đập lưng ông của Hà Nội.
không kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Rốt cuộc, tất cả từ không dám nổ súng cảnh cáo, không dám nhắc đến tên Trung Quốc và không dám kiện Trung Quốc đã khiến Bắc Kinh không chỉ ngày càng coi thường vùng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam mà còn giành ưu thế vượt mặt giới chính phủ Cộng sản Việt Nam trong hoạt động vận động quốc tế. Cách tuyên bố mang tính khẳng định về chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực bãi Tư Chính và bây giờ còn muốn đuổi Việt Nam ra khỏi đó rất có thể sẽ khiến cho một số quốc gia trên thế giới vốn không am hiểu lắm về lịch sử chủ quyền của vùng biển Việt Nam, những mưu tính lắt léo trong đường lưỡi bò chín đoạn tỏ ra dè dặt hơn nếu những nước này có ý muốn ủng hộ Việt Nam tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc hoặc tại một tòa án quốc tế trong trường hợp Việt Nam dám kiện Trung Cộng ra trước tòa thế giới. Cho dù Việt Nam được đặt vào ghế thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm 2019. Nếu ngày càng nhiều quốc gia thờ ơ với vụ bãi Tư Chính, đó sẽ là cơ hội để Bắc Kinh khuếch tán chiến dịch vận động các nước trong Liên Hiệp Quốc ủng hộ chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực này. Và nếu Trung Quốc đạt được một sự ủng hộ của một số nước nào đó dưới dạng tuyên bố hoặc nghị quyết quốc tế, đó sẽ là cơ sở và tiền đề cực kỳ quan trọng để Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa tiến hành một chiến dịch quân sự tốc chiếm, xâm chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam, tốc chiến trước khi Việt Nam khai thác hết dầu để nuôi đảng. Còn ngay trước mắt, gần 3 tháng đã lao qua ở bãi Tư Chính, cho tới lúc này Trung Quốc đã đạt được những mục tiêu ban đầu của chiến dịch này, không chỉ khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới và dư luận quốc tế dần bớt mối quan tâm đến một Biển Đông giằng co nhàm chán, mà còn biến bãi Tư Chính từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thành nơi tranh chấp không thể tranh cãi giữa hai kẻ vẫn quen ca hát 16 chữ vàng: sơn thủy tương liên, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.